giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Xà thức xà thức lành thai Kunta mang ghê na hoàn đề hăng Phá đá phạm xung và kunta mang Bún thề dù khá lý tù đô sô Bún thù ca bát tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần di chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uẩn ta mang ghê na văn đề hằng thầm man cha tu đức thần quá lăng thầm mê vô khả lý tu đô sô thầm mô ca mắt tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na văn đề hằng sẵn khanh cha tu biết thốt ta mang sẵn khê vô khả lý tu đô sô sẵn khô ca mát tư tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài những đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Dạ con kính dâng biết mến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa lạt miệng mẹ Bụt Tha Sê Thô Sa Rê Bồ Tô Cha Đắc Khi Nê Hoa Mạng Sê Mộc Ga La Nô Bồ Ra Tô Bê La Ca Tê Dâng Bạc Chí Mẹ Ma Ma A Nan Đô Kỳ Na Sa Hoa Cha Tôn Đi Sa Sa Man Ta Lô Ca Ba La Chi In Đa Đê Hoa Sa Phẩm Ma Ca E Tê Sang A Nú Phá Vê Na Sa Bê Phá Gia U Bạc Đa Hoa Nê Ca An Ta Ra Gia Pi Vi Na San Tu A Sê Sa Tôn Đức Phật ngự trên đầu vai mặt Xá Lợi Phất vai trái Kiền Liên Hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lẫn Phạm Thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Phật Quan Tu Sa Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sa Phật Đế Qua Ta Sa Phật Bồ Tát Hai Nu Pa Quê Na Sa Đà Số Thi Phật Quan Tu Tê Phật Quan Tu Sa Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sa Phật Đế Qua Ta Sa Phật Tham Man Nu Pa Quê Na Sa Đà Số Thi Phật Quan Tu Tê Phật Quan Tu Sa Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sa Phật Đế Qua Ta Sa Phật Sang Kha Hai Nu Pa Quê Na Sa Đà Số Thi Phật Quan Tu Tê Tất Cả Phần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Te tha la tha sukha varunaha buồn tha sa sa ne aroga suvita ho tha sa ha sabbe Ý nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong giao quyên cả thảy. Xa thức, xa thức lành thai. Chúng con thành kính tri ân này chư Đức. Akasattha Chabhummattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chiran Rakhantu Sasanam Akasattha Chabhummattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chiran Rakhantu Nogaru Akasattha Chabhummattha Devanaga Mahittika Punyanno anumodantu chiran.
tu nhà ta yo a kha sa tha cha bu ma tha de wa na ga ma hi thi ka pu nhan no anu mo tan tu chi ran ra khan tu pa ni no a kha sa tha cha bu ma tha de wa na ga ma hi thi ka pu nhan no anu mo tan tu chi ran ra khan tu no sa da chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lẫn vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo mà tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã ảo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thân niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đằng nô nhá ti nằng hôn tứ sư khi thá hôn tứ nhà tác vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng hoa ta mê phu nhân a sao hoa khai giao hoa hằng hôn túc. Xin do sự phước tí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Do phần phước mà chúng con đã tạo, con kính dân quả phước này đến ngày trí thức, đến chư tôn đức tăng, đến quý bà quý cô tu nữ, chư thiên người ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích diêm vương, nguyện cầu quý ngài pháp thể khinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính chiêu quả phước này, phước quý thanh cao này đến quý đạo hữu, xin hộ trì cho tất cả quý đạo hữu được an vui tiến hóa trong chánh pháp của đức từ phụ gốc tam mát. Nam mô bụt tha ya, nam mô tham ma ya, nam mô sang kha ya. Giờ đây thời lễ báo tam bảo đã được hoàn mãn, chúng con thành kính tri ân ngài trí đức đã truyền tam giới, tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho chúng con. Con kính tri ân quý đạo hữu đã giữ tâm thanh tịnh cùng với con lễ bái tam bảo. Bây giờ cũng giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bun Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bun Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bun Tát Sa. Brahma Chalo Kati Pati Saham Pati Katan Chali Anti Warang Aya Jata Santi Tasantam Parajang Kajatika Để xế tu thẩm măng ảnh nữ cầm vi măng ba trầm sát thẩm mà phê viên vi na dẫn cha khả dân xuất tánh cha bản thân à bi thân ma trầm măng à cô ta dân tố cha tu sẵn cha đàn đăng pháp bố thà nãy dê phà vi sa gia mắt trề. Chúng sanh tất cả buôn hàng, những sen trong nước minh quang luôn chờ,
chờ ló mộng đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phạm thiên lòng kính thành cung kính, Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trọng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáo vẹn toàn, một lần chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hạng còn lâu năm. Cam dân từ âm phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu trụng trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh tăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc đạo hữu có một buổi học được an vui. Con kính dâng mít đến thầy kinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Hà Giá. Dạ, kính lễ sư tiết trong được quý vị trong rừng. Nghe rõ ha? Dạ. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình của Lộ Trung Tâm. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavaṃ Tang Abhivadame Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulaṃ Sasattamaganut Abhivadiyapasisaṃ Abhidhammasangaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Hà Giá. Rồi, kính thưa quý vị, mà chúng ta học tiếp tục ha. Chương trình cũng vẫn như cũ, mời quý vị lên đọc bài ly trước. Nhiều được phước báo, được nhiều phước báo. Rồi sau đó mời một vị nào đó đọc cái bài từng rồi, rồi sau đó chúng ta học bài mới. Rồi xin mời quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng với quý vị trong room cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép đọc bài trước. Đoạn 2. Tathāso manassassa hagatacchawa. Dạ, để con kéo xuống. Nà nàn ta rằng Ba nà bí sô ma nát xá xá ga. Dạ, con đọc lại hết. Tát thá sô ma nát xá xá ha ga ta cha wa nà nàn ta rằng Áp ba nà bí sô ma nát xá xá ha ga ta wa ba ti cần khí tấp ba u bách khà sa ha ga ta cha wa na nàn ta rằng u bách khà sa ha ga ta wa tát tha bi ku sa la cha wa na nàn ta rằng
Kusala Chawanan Che Wa Het Thi Mạnh Chafalat Tayamat Bề Tí Kriya Chawana Nành Ta Rằng Kriya Chawanan Arahat Tafalan Cha Ap Bề Tí. Ở đây tức khắc theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ, một cháu quá ná ấp bá na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu quá ná ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sa ma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhầm hà đoà đa sô bách kha ca ba rằng su khi ta kri yat tô át tha cha sầm phồn tí u bách kha ca. Sao tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc, cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Phú thú cha na na sê ca năng ca ma bùn nhà tí hề tú tô tí hề tú ca ma kri ya tô quý ta ra gà năng ấp ba na a yam met ta ba nô đô a rê quỳ thí Bá Quát Tí Na Dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp bá na phát khởi sau tâm thiện nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái và sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh và ý môn. Dạ vậy con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài. Dạ con kính cảm ơn thầy. Dạ kính nhường mic cho dì kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay, đoạn 2, Tát Thá Sô Má Nát Sa sa ha ga ta cha quá na nành ta rằng áp phá na phí so ma nát sa sa ha ga ta quá phà tí canh khí táp bà u bích khà sa ha ga ta cha quá na nành ta rằng u bích khà sa ha ga ta quá tát thà phí cú sa lá cha quá na nành ta rằng cú sa lá cha quá nành chề quá hết thí mành cha phá lát ta giá mắt thề tí quý già cha quá nà nành tá rằng quý già cha quá nằng á ra hát ta phá lành cha áp thề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp phá nà sát na định với thọ hỷ ắt khởi phát, sau một cha quán ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quán ná
Appana liên hợp với thọ xả áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Chawana Appana thiện sẽ đi tiếp theo sau một Chawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sama Phát Tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chawana hành sẽ có một Chawana hành và quả A La Hán nối tiếp. Đoát tình xá su kháp hùn nhằm hà đoà á sô pích khá cà phá rằng su khí tá quý giá tô áp thá chá sầm hồn tí đế pích khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền duy tác sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền là a la hán quả. Put thút chán nà ná xích khà nằng cà má phùn nhà tí hề tú tổ tí hề tú cà má quý giá tổ quý tá ra gà nằng áp thá nà á giá mét thá má nốt đòa rê quỳ thí chít táp bá vát tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp thá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin được đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sổ mana sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp ba na bi sổ mana sa sa ha ga ta wa ba ti can khi tát ba. Ubekha sahagata chawana nanta rang ubekha sahagata watattha bikusala chawana nanta rang kusala chawana che waheti mang chavalati yamabe tikriya chawana nanta rang kriya chawana arahata phalang cha abbe ti. Dạ, chị Nhật Huỳnh ơi. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ. Ở đây, tức khắc theo sau một trá quán ná với thọ hỷ, một trá quán áp bá na, sát na định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một trá quán ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quán ná áp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy. Một trá quán ná áp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quán ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samma Bát Tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quán ná hành sẽ có một trá quán ná hành và một quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bách kha ca ba rằng su khi tắc ya tổ a phạt sầm phồn ti u bách khắc ca
tâm thiện có ba nhân tí hề túc cà, liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền duy tác sắc 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên tâm 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Dạ chị ơi. Bu thu cha na na sách khả năng ca ma bùn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu ca ma kriya tổ vi ta ra ga năng áp ba na ayamet thamano đoà re vi thi chi tap ba qua tina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập C khác, tâm quả Appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. À. Đoạn 2, Tát Thá. Sô ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp pa na bi sô ma na sa sa ha ga ta wa pa ti khan khi tắp. Ba ubekha sahagata na nanta rang ubekha sahagata wa tattha bikusala cha wa na nanta rang kusala cha wa nan je wa he thi man cha phalata yap mappeti kriya cha wa na nanta rang kriya cha wa nang arahata phalan cha appeti. Ở đây, tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná appana, sát na định, với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná appana liên hợp với thọ xả, ắt phát sanh. Đoát tình sa su khá bùn nhằm hà đoà đá sô bét khá cà ba răng. Sukhita kriyato attacha attacha samphonti ubekhaka. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành, có 3 nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền, duy tác sắc, cộng 4 thiền, A-la-hán quả. Và sau tâm hành, có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền, A-la-hán quả. Puthuchana nasekha nang ka mabunya tihe tukto tihe tuka makriyato vitaraga nang appana ayamethamano dware vithichitappa vattinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới,
Nhưng đối với những vị không còn tham ái, là sâu tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời cô Hồng Mai ạ. Hello, dạ cô Mai ơi, cô Mai chưa có cầm mic ạ. Dạ con xin xuống, con xin mời cô ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con chắc là cô hôm nay bị kẹt mic rồi, dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Đoạn 2. Tathaso manasasahagata chawa vananta rằng ap pana piso manasasahagata vapati kan khi tap ba Ubekha sahagata chawana nam ta rằng Ubekha sahagata watattha Bikusala chawana nam ta rằng Kusala chawana chê Wahet thi man cha phá lắc Ta ya mắp bề thi quý già Chawana nam ta rằng quý già Chawana arahat ta phá lành Cha ấp bề thi. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoạt tình sasukapun nhằng hà đoà đa sô bác khát cà bá ràm sukhita kriyato athacha sam phòn ti upek khát cà. Sau tâm thiện có ba nhân, tí hề, tú cá, liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân, liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tắc sắc, cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 thiền, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutut chana nasekha nang Cà má buồn nhà tí hề tú tồ
tí hề tu cà ma quý giá tổ quý tá ra gà nàng áp bá nà Ayamet thamano đoà rề quỳ thí chích tắp bá vách tí na dồ. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khát, tâm quả áp bá nà phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát qua ý môn. Và con đã đọc xong, con xin kính tri ân cô Nhật Quỳnh, và con xin kính tri ân thầy Kinh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Alo, alo. Dạ, hồi nãy bị rớt mạng nên con không vô được lên, nên xin lỗi đạo tràng và xin lỗi thầy Kinh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh. Dạ, con xin đọc ạ. Đoạn 2. Tathaso manasasahagata cha wana nanta rằng appana piso manasasata agarita wa patikang khitappa upekha sahagata cha wana nanta rằng upekha sahagata wa tattha pikusala cha wana nanta rằng kusala cha wana che wa hetthi man cha phalatta yamappeti Griya chawana nan tarang griya chawana arahata pha lành cha apiti. Ở đây, tức khắc, theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ, một cháu quá ná appana, sắc na định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một cháu quá ná appana liên hợp với thọ xã, ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá na appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một cha quá na thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sama bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá na hành sẽ có một cha quá na hành và quả a la hán nối tiếp. Đoá tình sa su khắp vùn nhằn hà đoà đá sổ bách khắc cà ba rằng su khí tác khí giá tồ áp tha cha sầm phồn tí upekhaka. Sao tâm thiện có ba nhân tí hết túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Vu thúc cha na na sắc khà nằng cà ma bùn nhà tí hề tú tồ tí hề tú cà ma kê gia tồ quý ta gà gà nằng ấp ba na ayametha mano đoà đề quỳ thí chít tắp ba quát tí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp ba na phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn sư Trí Đức, cảm ơn thầy Kinh đã nghe, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, trước tiên con xin được kính đảnh lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Kính chào thầy Kinh và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc bài. Đoạn 2. Tathaso manasasahagata chavana nanta rằng appana biso manasasahagata vapatikan hitappa ubek
Khà sa ha ga ta cha va na nan ta rằng u bê khà sa ha ga ta quá tát thà bi ku sa la cha va na nan ta rằng ku sa la cha va nan chề quá hét thi mèn cha pha la ta ya map bề tí kriya cha va na nàn ta rằng kriya cha va nàn aharat arahat ta pha lèn cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha va ná với thọ hỷ, một cha va ná áp bá na sát na định với thọ hỷ ác sẽ phát khởi, sau một cha va ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha va ná áp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha vá ná ắp ba na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha vá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sa ma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát sanh. Sau một cha vá ná hành sẽ có một cha vá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đốt tiền sa su kha bùn nhằn hà đòa đá sồ bếch kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ át tha cha sàm hồn tí u bếch kha cà. Sao tâm thiện có ba nhân tích tề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm phát khởi 4 thiện sắc và 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 7 thiền siêu thế. Sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, gồm 4 thiền duy tác sắc, 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc giới, 4 thiền vô sắc giới, 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc, 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Bút thút cha na na sách khà nàng cà má bùn nhà tí hề tu tồ tí hề tu cà ma kri ya tồ vi ta ra gà nàng áp ba nà a ya me tha ma nồ đòa rề vì thí chí ta ba vát tí na tồ yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp ba nà phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, chắc hết rồi. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cảm ơn tất cả anh chị em trong đạo tràng đã hỗ trợ. Dạ, con xin kính chào thầy sư Trí Đức, kính chào sư Pháp Trang, kính chào thầy Kinh và tất cả. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ tu nữ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Tathāso manassasahagatacavana nantaraṃ appanā biso manassasahagata vapatikan hitappa Upekha sahagata chawana nantarang Upekha sahagata watattha Bikusala chawana nantarang
kusala chawanan che wahetiman chafalatayamape tikriya chawananan tarang kriya chawanan arahatafalan chaape ti. Ở đây tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát, sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chawana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chawana hành sẽ có một Chawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đó tình sa su kha bùn nhầm hà đoà đá sổ bách khá cà bá răng su khí ta kri ya tổ át tha cha sạm phòn thi u bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hệ tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutthochana Nasekha nặng cà mát bùn nhà tí hệ tú tù tí hệ tu cà mát riê tô quý ta ra gà năng áp bá nà ayamet tha ma nô đoà rê quỳ thi chít táp bá quá tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá, tâm quả áp bá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sa tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi hết ai đọc ha. Alo 1 2 3. Quý vị có nghe rõ không? Rồi giờ cô không đọc rồi giờ hết ha. Giờ ai đọc nữa? Thanh Hoàng lên phải không? Thanh Hoàng lên hả? Thanh Hoàng lên thì mời lên. Ok.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và con kính chào Thầy Kinh, con kính chào quý đạo hữu. Con bị bắt cóc thì con kém, cho nên con ngại. Thôi, Thầy đã gọi thì con cũng phải đọc kệ. Con xin đọc ạ. Đoạn 2. Tát thá sô ma na sa há gá tá chá quá na nam tá răng á pá na á pá na pí sô na ma sô ma na sa há sát sa há tá quá pá tí can khí khí tá ba u bách kha sa há gá tá chá quá na nam tá răng u bách kha sa há gá tà quá tát thá pí cú xá lá chá quá na nam tá răng cú xá lá chá quá nành chê quá hê thí mành chá phá lá tá giá mát mát pê tí ký ri giá chá quá na nam tá răng ký rá chá quá năng át á rá thá á rá hát tá phá lanh chá áp tê tí. Em xin. Ở đây tức khắc theo sau mỗi một chá quá ná với thọ hỉ một chá quá ná áp a na sát na định với thọ hỉ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả một chá quá ná áp a na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện trong trường hợp chứng ngộ. Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát sau một chá quá ná hành, sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoa đoa tin xá úc su kha pun pun nhà há đoa đá sô bách kha ca pa răng su khí ta kri ya tô a tha cha sam phồn ti u bách kha kha ca. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỉ 32 loại tâm khởi phát, bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền duy tác sắc 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm một ngũ thiền sắc 4 thiền vô sắc ngũ thiền a la hán quả. Uthuchana chana nasekha nang ka ma pun nya tit ti he tu to ti he tu ka ma ri yar ju to vitar raga nang apana ayametha nodware vithichitta pa vatit tin na dụ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá là tâm quả á pa na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con xin hết ạ. Con xin sư và thầy các bạn sửa cho con xin xuống mic ạ. Ơi, chào thứ. Rồi, cảm ơn cô Thành Hoàng. Rồi, để bắt đầu vào học thì trước khi học bài mới thì mời một vị đã tình nguyện bài lên. Tình bài là cái bài cũ vừa rồi, ai tình nguyện đây? Rồi, mời cô Bách Ta ha. Rồi, xin mời cô. Cho Nguyễn bót theo cái này đi theo nha, bót theo dầm chậm theo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ,
kỳ rồi con bị rớt nét rồi, lôi thôi quá. Vậy con xin đọc bài lại để kính thầy cũng như trong đạo tràng coi chỗ nào con còn thiếu sót thì bổ sung giùm cho con. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, bài ngày 22 tháng 1 năm 2021. Đó là lộ ý nối tiếp lộ ngũ, là cách lộ ý nối tiếp theo lộ năm môn: lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Số 1. Lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn có 4 lộ. Đó là nhất lộ nối tiếp á tì tá gá há ná quỳ thí. Thứ hai, lộ thu gom xá mù hát gá há quỳ thí. Thứ ba, lộ định nghĩa á thắt gá quỳ thí. Thứ tư, lộ định danh na nát gá há nát quỳ thí. A, lộ nối tiếp á tì tá há á tì tá gá há ná quỳ thí. Á tì tá là phía trước, gá há ná bám lấy. Á tì tá gá há ná quỳ thí, lộ bám lấy nối tiếp theo lộ trước. Khi lộ nhãn môn diệt, lộ nối tiếp sanh, nối tiếp theo sau. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn các sát na hộ kiếp sanh diệt. Cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt trở thành cảnh sắc quá khứ. Nó khởi lên qua ý môn nên tâm lộ nối tiếp này không có hộ kiếp vừa qua. Tâm lộ gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dầm, kháng ý môn và bãi động tấp cha qua ná, dục giới sanh lên. Nếu lộ nhãn môn có na cảnh thì lộ nối tiếp cũng có na cảnh. Và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực khổ vì có na cảnh. Nếu lộ nhãn môn không có na cảnh thì lộ nối tiếp chỉ đến động lực và trở về hộ kiếp căn bản. Và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh rõ. B. Lộ thu gom xá mô hát gá há ná quỳ thí. Xá mô há là gom góp lại nên gọi là lộ thu gom. Khi lộ nối tiếp diệt đi, lộ thu gom sanh khởi tiếp theo. Giữa hai lộ có hàng ngàn hộ kiếp sanh, rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên để thu gom cảnh sắc quá khứ. Về tâm lộ có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dập, kháng ý môn và bãi chawana. Cảnh cực rõ thì có na cảnh rồi, tâm lộ trở về hộ kiếp. C. Lộ định nghĩa áp thắt gác quy thí. Khi lộ thu gom cảnh diệt đi, lộ định nghĩa sanh khởi tiếp theo. Tiếp theo sau, trải qua hàng ngàn hộ kiếp liền tiếp theo, đó là lộ định nghĩa cảnh sắc. Đến giai đoạn này thuộc về chế định pháp Atthabhanyati. Lộ tâm gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dầm, kháng ý môn, bãi động lực, hộ kiếp trở lại. Ghi chú, ở tâm lộ này dù cảnh cực rõ hay cảnh rõ cũng không có na cảnh, vì cảnh ở đây thuộc về chế định pháp nên không có cảnh thực tính, không có cảnh thực tính pháp. Do đó tâm động lực không níu kéo cảnh. D. Lộ định danh na nát gá há ná quỳ thí. Nối tiếp theo lộ định nghĩa, một tâm lộ khác khởi lên để định danh cảnh sắc.
Giữa hai lộ có hàng ngàn hổ kiếp sanh khởi. Lộ này có nhiệm vụ đặt cho cảnh sát một cái tên thích ứng theo ngoại hình. Tên này đã từng biết nên lộ này có tên lộ định danh. Tâm lộ có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, đại động lực, hộ kiếp trở lại. Bắt cảnh danh chế định nên không có na cảnh. Và đó là hết bài. Con không biết có chỗ nào thiếu thì xin thầy và quý vị bổ sung. Dạ con xin hết. Dạ, thấy cô Nguyên Như nói là có hai chỗ sai. Vậy thì xin thầy và cô Nguyên Như nhắc cho Metta biết coi Metta sai chỗ nào. Dạ con xin xưa, xin phép thầy, con xin phép đạo tràng. Dạ con không biết con có nghe lầm không thưa cô. Cái chỗ mà cô đọc cái C lộ định nghĩa đó, cái chỗ đó con thấy cô đọc là ách thắt gá, rồi cái tôi cô nói là quy thí, hình như cô thiếu cái chữ là gá há ná cô. Ách thắt gá há ná quy thí. Và cái chỗ thứ nhì con thấy cô đọc là lộ định danh á, là na mắt gá há ná quy thí, mà cô đọc là na nắc, thì cái đó không phải là chữ M, không phải là chữ N mà nó là na má. Dạ con không biết con có nghe sai không. Dạ con xin xuống mic ạ. Con giao mic lại cho thầy ạ. Rồi, sao lắm. Rồi, cái gì chỉnh lại chút xíu là xong ha, phải cái từ là lộn chút xíu ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp cái số 2. Lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Bữa mình học là lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn ha, giờ lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Rồi, xuống dòng nào mình ghi chữ A. Lộ nói tiếp. Lộ nói tiếp. Có cái chữ Bali đó chưa? Có chữ Bali rồi ha. Đó, châu có rồi. Thì ta cái hai nói quỳ thí. Lộ nói tiếp. Tức là mình học lộ, nãy là lộ, lộ ý nói tiếp, lộ nhãn môn. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần về nhĩ môn, tức là về âm thanh. Và khi âm thanh nó đi vào trong cái vùng cấm địa của cái lỗ tai của mình ha. Vô tới dùng cấm địa nó đi vô cái lộ nhĩ môn sẽ lên. Thì lộ nhĩ môn của gì biết là kháng ngũ môn rồi nhĩ thức rồi tiếp thâu quan sát rồi xác định rồi động lực ha. Thì sau đó thì nó mới tới cái lộ là lộ nối tiếp, nối tiếp theo cái lộ nhĩ môn đó. Thì giờ mình ghi khi lộ nhĩ thức diệt. Khi lộ nhĩ thức diệt, tức là cái lộ nhĩ thức, lộ về lỗ tai đó. Khi lộ nhĩ thức diệt. Hộ kiếp sanh, .. Hộ kiếp sanh, là sanh hàng trăm hàng ngàn cái đó. Sanh, hộ kiếp sanh, .. cho nó dài đó ha. Kiếp sanh phải nha, lộ nói tiếp sanh nói theo sao, lộ nói tiếp sanh nói theo sao, lộ nói tiếp sanh nói theo sao. Lộ nói tiếp sanh nói theo sao, tức là cái vấn đề này nó phát sanh là khi mà âm thanh nó tới, nó xúc chạm vô cái thần kinh nhĩ mình. Thì nó phát sanh cái lộ nhĩ thức.
khi lỗi nhận thức sanh khởi và diễn biến liên tục từng sắc na tâm vọng tới trạng thái khi nó chấm dứt cái lỗi nhận thức, thì sau đó là hậu kiếp, chứ không phải là đi vô một lỗ khác liền. Phải hậu kiếp trước đó, hậu kiếp sanh liên tục như vậy, rồi sau đó cái lộ nối tiếp nó mới sanh nối theo sau cái vấn đề đó. Rồi đó là cái vấn đề ghi lại cái chép và cái câu là cho nó thẳng thớm đàng hoàng vô đó ha. Cho nó nguyên câu lại đi thư ký. Rồi đó đúng không? Rồi quý vị nắm được này không? Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng cái âm hưởng cảnh thinh quá khứ, âm hưởng cảnh thinh quá khứ xâm nhập vào dòng tâm, âm hưởng cảnh thinh quá khứ xâm nhập vào dòng tâm. Rồi, tức là ý ở đây người ta muốn nói cho mình biết là cái âm hưởng của cái âm thanh mà nó sanh từ lộ nhĩ á, nhĩ thức sanh khởi rồi qua lộ nối tiếp á, thì cái âm thanh đó nó thuộc về âm thanh thuộc về cảnh quá khứ. Bởi vì khi mà âm thanh nó sanh lên nó tiếp xúc vô cái nhĩ thức á, tiếp xúc vô cái lỗ tai mình đó, thì lúc đó là âm thanh thuộc về hiện tại. Nhưng mà khi nó qua cái lộ nối tiếp á, thì nó sẽ không còn là hiện tại nữa, mà nó sẽ bước qua cái thời gọi là thời quá khứ. Thì lúc đó cái cảnh thinh quá khứ nó xâm nhập vô, nó đi vô dòng tâm thức mình, nó vô qua cái thủ đổi, tức là qua cái lộ nối tiếp sanh sao. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi xuống dòng cái bông tiếp. Âm hưởng sóng âm như tiếng chuông ngân, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh, vân vân vân. Khi ấy lộ nối tiếp khởi lên. Âm hưởng sóng âm như tiếng chuông ngân, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh, chậm chậm. Khi ấy lộ nối tiếp khởi lên. Rồi, tức là cái âm hưởng về sóng âm đó, như những cái tiếng như vậy ha. À, chẳng hạn như mình ai mà học về âm thanh học mình biết về cái sóng âm đó, đó là tần số, nó thuộc về tần số, thuộc về hertz, tức là cái tần số nó đi, chứ không phải là mình nghe cái là tiếng này tiếng kia. Nhưng mà thí dụ mình nghe một cái tiếng chuông nó đụng đôi tai mình đó, thì những cái sóng âm nó sanh nhiệt liên tục, thì cái tần số nó phát sanh, nó đi vào trong cái lỗ tai mình, nó chạm vô lỗ tai mình, nó truyền cái tín hiệu nó vô trong cái bộ não mình hay là gì đó, rồi nó đụng vô cái hậu kiếp của cái dòng tâm thức của mình. À, thì cái đó được gọi là sóng âm. À, những cái sóng âm nó phát sanh như vậy. À, thì như vậy nó mới đi vào trong cái dòng tâm thức mình được ha. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Tâm lộ hai chấm. Chưa? Quý vị ghi xong hết chưa? Hậu kiếp chữ H, hộ kiếp, rồi hộ kiếp rung động chữ R, hộ kiếp dứt dòng chữ D, rồi kháng y môn chữ K, Y, rồi bảy động lực, bảy sa văn á. Rồi, tức là cái cảnh khi mà nó đi vào trong cái lộ thu gom này nó cũng diễn tiến như vậy. Cảnh vào thì làm cho hộ kiếp rung động, dứt dòng, kháng nghi môn sanh lên, bảy cái động lực để thu gom cảnh. Đó là cái diễn tiến tiếp theo là lộ nối tiếp ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng hai sắc na na cảnh, tức là nói tới cái vấn đề na cảnh, hai sắc na na cảnh. Nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh,
hai sắc na ma cảnh, nếu trong nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh thì cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ, thì cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ. Trở về hậu kiếp. Tức là đây ta nói hai sắc na na cảnh, nếu mà ở tâm lộ nhĩ môn mà nó có hai sắc na na cảnh thì qua cái lộ lộ này cái lộ mà nói tiếp này cũng là cảnh cực rõ, cũng có na cảnh luôn, rồi nó mới trở về hậu kiếp. Nói là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết ha, tức là khi mà cái lộ nhĩ môn nó như thế nào thì qua cái lộ mà nói tiếp này nó cũng giống vậy, nó cũng có hai cái na cảnh tiếp theo. Không biết quy ghi vậy quy có nắm được không đây? Nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh thì cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ, có na cảnh luôn đi, thêm chữ cảnh cực rõ, có na cảnh rồi trở về hậu kiếp cực rõ. Có hai na cảnh luôn đi, hai na cảnh trở về rồi được rồi, ha. Rồi đó, tức là cái lộ mà được gọi là nối tiếp theo cái lộ nhĩ môn. Khi lộ nhĩ môn sanh lên như thế nào thì cái lộ nối tiếp nó cũng giống giống vậy, mà nó thuộc về lộ ý, còn cái kia là lộ ngủ. Quý vị lắm rồi mà. Alo. Alo, cho biết đi. Hiểu không quý vị ơi? Cô Meta, cô Nhật Quỳnh. Rồi, tức là bây giờ cái nói về hai cái na cảnh đó, nếu mà nó đi vào cái lộ nhĩ môn mình đó, mà nó có hai na cảnh đó, thì khi nó bước qua cái lộ mà nối tiếp đó, thì nó cũng phải có hai na cảnh luôn, thì bởi vì cảnh nó thuộc về cảnh cực rõ, nó đi từ lộ nhĩ môn rồi cảnh lớn, cảnh cực lớn đi qua cảnh cực rõ thì nó có hai là cảnh, xong trở về cái hậu kiếp rồi. Rồi nắm chưa quý vị ơi? Alo. Rồi ha. Và B, lộ thu gom sa mù hắc ga ha na quỳ thí, sa mù hắc ga ha na quỳ thí, lộ thu gom. Đúng rồi, đúng rồi, có là cảnh mà là phải có là thuộc diệu giới chứ. Lộ thu gom sa mù hắc ga ha na quỳ thí, rồi sau cái lộ trên đó, tiếp theo B là lộ thu gom, thì mình ghi là sau lộ nối tiếp hộ kiếp sanh chấm 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 chấm, lộ thu gom sanh ra sao, sau lộ nối tiếp hộ kiếp sanh chấm 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 là nhiều hết, nhiều thứ nhiều thôi, hộ kiếp sanh rồi lộ thu gom sanh theo sao. Rồi, đúng rồi không? Tức là khi mà cảnh thinh đến cho sanh lộ nhĩ môn xong cái là lộ nối tiếp xong rồi tiếp theo đó là lộ thu gom, tức là nó thu gom cảnh thinh. Thì mình ghi phận sự hai chấm. Phận sự hai chấm. Thu vén cảnh thinh quá khứ qua âm hưởng di sống của cảnh thinh, thu vén cảnh thinh quá khứ qua âm hưởng di sống của cảnh thinh. Rồi.
Rồi, tức là khi mà cái sóng âm á, sóng âm nó sanh diệt liên tục vậy đó, sóng âm đi từ ngoài á, nó vô trong cái màng nhĩ này, màng nhĩ mình nó tiếp qua qua cái đó là phát sanh lộ ngũ môn, tức là lộ nhĩ thức sanh khởi, rồi sau đó cái lộ nối tiếp thì sóng âm nó vẫn còn bị ảnh hưởng duy sống cho tới khi mà lộ thu vén nó sanh lên để nó thu gom cái cảnh thân này, thu vén cái cảnh thân này. Sóng đúng là sóng âm á. Mình coi thấy cái giống như là trong cái bản sơ đồ mà sóng âm nó chạy lên xuống lên xuống vậy đó. À, thì cái âm thanh đó là những cái sóng âm nó di chuyển ha. Vi là vi sóng. Hình như là di sóng chứ không phải vi sóng, di sóng. Là những cái sóng mà nó di chuyển á, sóng âm di chuyển. Đúng không? Rồi. Ok, thì cái âm thanh này, cảnh thanh này thuộc về những sóng âm này thuộc về quá khứ ha, tức là nó qua cái giai đoạn quá khứ rồi nó đi vô nó làm tới cái giai đoạn mà cái lộ thu gom này nó thu gom những cái cảnh thanh đó. À, để nó là xử lý ha. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Tâm lộ. Hồn kiếp. Hậu kiếp rồi, hậu kiếp rung động. Dứt dòng, hậu kiếp dứt dòng. Kháng y môn, bảy sắc na động lực, bảy sắc na. Thì đó, thì cái lộ thu gom này nó cũng diễn tiến cũng giống tương tự vậy. À, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng cái môn bảy động lực, cái bồng đồ dòng hai sát na na cảnh, hai sát na na cảnh, nếu hai lộ trước có na cảnh và cảnh ở lộ này là cảnh rất rõ cũng có na cảnh rồi trở về hậu kiếp, nếu hai lộ trước có na cảnh và cảnh ở lộ này là cảnh rất rõ cũng có na cảnh rồi trở về hậu kiếp. Rồi, tức là ở đây cũng vậy, nó cũng giống như là nếu mà hai cái lộ trên, lộ nối tiếp với lộ thu gom mà nó có na cảnh thì qua cái lộ nhĩ thức với là lộ nối tiếp cũng có na cảnh thì lộ thu gom này nó cũng có luôn, cũng có na cảnh, bởi vì cảnh thuộc về cảnh rất rõ cho nên nó thuộc về có luôn hai cái na cảnh. Thì như vậy đó là B nói về cái lộ thu gom, thì chúng ta có được ba lộ rồi ha. À, lộ nhĩ thức là ngũ môn, không thì mình không tính tới ha, lộ nhĩ môn qua rồi tới học cái lộ nối tiếp rồi tới lộ thu gom, tức là đi thêm hai lộ nữa sau cái lộ nhĩ môn thì chúng ta có được là A là B là lộ thu gom. Rồi rồi C, lộ định danh na mắt cái ha na quỳ thí, na mắt cái ha na quỳ thí, lộ định danh là khi mà nó nói tiếp xong nó thu gom cảnh thinh vô rồi nó mới định danh. À, định danh cảnh thinh đó. Lộ định danh. Cái gì chắc kể phải không quý vị ơi? Alo. Lộ định danh. Cô Như Quỳnh chắc nó đi ngủ rồi, mắt mỏi chắc đi ngủ rồi. Định danh. Tương dòng, khác với lộ ý nói lộ nhãn môn, khác với lộ ý nói với lộ nhãn môn. Ủa, còn thích kìa.
khác với lộ ý, nối với lộ nhãn môn phải. Nối với lộ nhãn môn phải. Ở đây lộ định danh lại xuất hiện trước lộ định nghĩa. Ở đây lộ định danh lại xuất hiện trước lộ định nghĩa. Thì người ta cho mình biết là ở đối với cái âm thanh đi qua lộ nhĩ môn thì cái lộ định danh nó xuất hiện trước, còn mình cảnh sắc thì lộ định nghĩa nó xuất hiện trước. À, đây cần phải để ý cái này ha. Rồi xuống dòng đánh bông đồ dòng ha. Lộ thu gom diệt phải. Lộ thu gom diệt phải. Tiếp sau hộ kiếp chấm 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 chấm. Lộ định danh sanh theo sau. Lộ thu gom diệt phải. Tiếp sau là hộ kiếp chấm 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 chấm. Phải cái lộ định danh sanh theo sau. Rồi, tức là cái khi mà lộ thu gom này nó sanh lên nguyên một lộ, nó sanh lên rồi nó diệt xuống. Rồi hộ kiếp sanh vô, hộ kiếp sanh lên liên tục mấy trăm ngàn hộ kiếp ha, rồi tới lộ định danh mới sanh lên theo sau cái hộ kiếp đó. Rồi xuống dòng mình ghi gạch đầu dòng phận sự hai chấm. Phận sự một tâm lộ sanh lên. Một tâm lộ sanh lên đặt cho âm thanh quá khứ. Một tâm lộ sanh lên đặt cho âm thanh quá khứ. Một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Một tâm lộ sanh lên đặt cho âm thanh quá khứ. Một cái tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Phải. Phải, như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, tiếng nhạc chấm 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 chấm. Chưa, bây giờ ghi xong chưa? Tức là cái phận sự của cái lộ định danh này nó đặt tên cho cái âm thanh quá khứ đó, tức là cái âm thanh nó đi vào trong cái lỗi này đó, thì cái lộ mà định danh này nó đặt cho cái âm thanh đó một cái tên thích ứng theo cái tiếng đó. Ví dụ như nghe tiếng người nó đặt cho tiếng người, thú rồi đặt cho tên tiếng thú, chó, mèo, gà, vịt gì đó, hoặc tiếng gió, tiếng nhẹ, tiếng chuông cái gì vân vân, thì đặt theo cái tính cách của đời thường, tính cách của thế tục nó là như vậy. Lộ định danh. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Thiếu gì ghi thiếu gì? Một tâm lộ sanh lên đặt cho âm thanh quá khứ. Một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, tiếng nhạc, đúng rồi, đâu có thiếu gì đâu. Đúng chưa, coi lại cái đủ chưa. Rồi, đủ ha. Rồi, tâm lộ hai chấm. Hậu kiếp. Hậu kiếp rung động.
ghép dứt dòng. Kháng nghi môn. Bảy chấm lá. Bảy động lực. Rồi, xuống dòng, đánh cái bông vào dòng. Không có na cảnh, vì nhận chế định làm cảnh. À, thì qua đây bắt đầu nó đặt tên đặt này kia đó, thì nó thuộc về chế đó, thì nó không có na cảnh phát sinh. Thì vậy không có na cảnh vì nhận chế định làm cảnh. Rồi, đó là mình xong cái phần số 3 là lộ định danh, tức là khi mà âm thanh nó phát sinh lên thì nó sẽ diễn tiến là như vậy nha. Tới cái lộ định danh, à, định danh được cái tên đó là tên gì gì ha. Rồi tiếp theo số 4, cái chữ D nhỏ là lộ định nghĩa. Sau lộ định danh thì sẽ là lộ định nghĩa phát sinh. Lộ định nghĩa. Hấp thắc cái hán nó quỳ thiết. Hấp thắc cái nó quỳ thiết. Lộ định nghĩa. Xuống dòng ha. Lộ định danh cảnh thinh diệt bảy cái hộ kiếp chấm 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 chấm. Lộ định nghĩa sanh ra sao? Lộ định danh cảnh thinh diệt bảy cái là hộ kiếp chấm 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 chấm. Lộ định nghĩa sanh theo sao? À, thì khi mà lộ định danh xong cái cảnh thinh đó, đó nó vừa diệt xuống mất thì hậu kiếp sanh lên, sanh lên một loạt hậu kiếp ha. Rồi tiếp theo là lộ định nghĩa sanh theo sao? Chưa, alo, quý vị chép kịp chưa, alo. Quất là cái gì kìa. Cô Beta chép kịp không, cô Beta ơi. Cô Thanh Hoàng, cô Kim gì đó. Nhiều vị lắm biết chép kịp không. Không thấy hả? Kịp ha? Nguyên Như không thấy bài kìa. Không thấy bài sao kỳ vậy? Có người thấy người không ha? Cái ba thóp này nhiều khi ba thóp này nó cũng tưng tưng. Tưng tưng giống cô thư ký hay sao? Có lần này thấy. Lên nghĩa. Nguyên Như thấy vậy là máy Nguyên Như tưng tưng này. Nguyên Như tưng tưng chứ phải thư ký tưng tưng. Nguyên Như tưng tưng. Ok đúng không? Thấy rồi. Thì cô thư ký không boss, cô Nhật Quỳnh boss. Đó, phải Nhật Quỳnh biết mùi lấy độ đấy. Thấy chưa? Mới ra ngoài nó mất tiêu rồi. Cái lộ định nghĩa sanh ra sao phải không? Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng lộ định nghĩa hai chấm. Lộ định nghĩa hai chấm. Đặt ý nghĩa cảnh thinh ấy. Ý nghĩa cảnh thinh ấy chấm. À, tức là lộ định nghĩa là đặt ý nghĩa cho cái cảnh thinh đó. Bây giờ mình nghe gì đó là mình đặt ý nghĩa cho cảnh thinh đó chấm cái lộ này có phận sự. Lộ này có phận sự.
nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh. Lộ này có phần sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh. Như lộ này có phần sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh như chấm. Sự vang này, sự ra lệnh, sự hờn giỏi chấm 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 à, tức là cái loại định nghĩa này nó đặt cái ý nghĩa cho cảnh thinh đó, tức là nó nhận diện cái cảnh thinh đó à, như là ví dụ như thấy âm thanh đó, định nghĩa ví dụ như nghe tiếng người nói thì nó bắt đầu nó suy nghĩ về cái người nó, định nghĩa về cái người nói này, suy nghĩ về cái này à, như là người này đang giận hay là đang hờn giỏi hay là đang ra lệnh hay là đang à, diễn đạt một cái gì đó ha. Thì đó thì cái loại định nghĩa nó làm phần sự đó. Rồi, chẳng hạn như cô Nhật Quỳnh có nói gì đó, cái cô lên có nói gì đó, nghe tiếng biết cô Nhật Quỳnh xong là biết cổ đang càm ràm cổ đang càm ràm, đang rên rỉ, đang nói là dạy nhanh quá, dạy chậm quá, đủ thứ chuyện hết. Rồi. Rồi xuống dòng. Rồi đó, nào giờ chọc cho cổ tỉnh ngủ cho tôi nè. Cái gì có ngồi một thấy mặt mày nó rồi. Tỉnh ngủ học cái được nha. Rồi tâm lộ hai chấm. Tâm lộ hai chấm. Già rồi, mắt mỏi rồi, già răng rơ ha. Rồi à, da nhăn nheo ha. Ngủ, ngủ căng bị yếu ha. Đủ thứ chuyện khổ do thằng già. Chọc cổ hoài cổ lên cổ la làng là chết luôn. Chơi có việc chết kịp chưa? Tâm lộ hai chấm. Đầu kiếp rung động, giết chồng, khẳng y môn, bảy động lực cũng giống vậy ha. Hậu kiếp rung động, giết chồng, khẳng y môn, bảy động lực xuống dòng, đánh cái bông nào dòng, không có na cảnh. Không có na cảnh. Rồi, với cái chỗ cái lộ định nghĩa này thì nó không còn na cảnh nữa, nó thuộc về cảnh chế định pháp nữa, không có cần phải có na cảnh nữa. Rồi, xuống dòng ghi nhận hai chấm. Ghi nhận hai chấm. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Phải. Từ lộ này sang lộ khác được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Từ lộ này sang lộ khác được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rồi, tức là mình kể là từ một cái lộ, ví dụ như lộ nói tiếp rồi xong qua lộ thu gom rồi xong qua lộ định danh định nghĩa, mình kể là nó ngắn vậy ha, nhưng mà thực tế nó không có đơn giản ha. Một cái tâm, một cái vấn đề sanh khởi trong tâm thức mình nó lẹ ghê lắm, kinh khiếp lắm ha, không có đơn giản như mình nghĩ ha. Tức là nó rất là, và khi một lộ nó sanh lên từ lộ này mà nó muốn qua lộ khác, nó sanh hàng trăm hàng triệu lần, ghê gớm lắm, rất lẹ. À, cái tâm mình nhanh lắm, không có gì nhanh bằng cái tâm mà. Tâm ghê mà nó cũng hoạt động được kinh khiếp lắm. Rồi xuống dòng, với cảnh thinh càng phức tạp
với cảnh thinh càng phức tạp, lộ thu gom sân khởi càng nhiều lỗi. Với cảnh thinh càng phức tạp, lộ thu gom sân khởi càng nhiều lỗi. Rồi, tức là mình nói cơ bản là mình biết là ngoài bốn lộ trên đó, nó cái cảnh thinh nó càng phức tạp đó, thì nó càng có nhiều cái rắc rối đó. Nó càng là tạo ra rất là nhiều cái lộ, thì bốn cái lộ trên là mình diễn đạt là giống như bốn cái lộ cơ bản. À, có nhiều trường hợp nó rắc rối quá thì cần phải có những cái xử lý của cái dòng tâm thức mình. À, giống như quý vị nghe một cái gì đó nó phức tạp đó, thì nó sẽ có những cái sự diễn tiến nó khác hơn chút xíu nữa. Căn bản là chúng ta biết là có những cái sự nối tiếp nó như vậy. Rồi như vậy đó là xong cái phần mà lộ ngũ nối tiếp lộ ý. Rồi giờ lộ nhãn môn nối sau năm lộ ý. Lộ nhãn môn nối sau năm lộ ý. Rồi, giờ mình học tới cái lộ nhãn môn nói sao năm lộ ý hai bốn ha. Rồi giờ cái nháy mắt hai chấm, giờ lấy cái nháy mắt làm ví dụ, cái nháy mắt. Cái nháy mắt giống như đá lồng nheo ha, giống như dòng Nguyễn như thấy gặp anh là cái đá lồng nheo. Cái nháy mắt. gặp mấy chàng nè đẹp trai đá luôn nha. À, thì bắt đầu một lộ nối tiếp hai chấm, lộ nối tiếp. Lộ nối tiếp thì tắt giữa hai nó quỳ thí hai chấm. Sanh khởi nhận cảnh sắc quá khứ, cái mắt đã diệt mất. Sanh khởi nhận cảnh sắc quá khứ là cái nháy mắt đã diệt mất. Rồi, tức là cái lộ nối tiếp này nó sanh khởi sau cái lộ nhãn môn ha, tức là cái nháy mắt sanh lên thì cái lộ nối tiếp nó sanh theo là thuộc về cảnh quá khứ, và khi về cảnh nháy mắt nó đã qua rồi là thuộc cảnh nháy mắt là diệt mất. Là ví dụ như do Nguyễn thấy ai nháy mắt thì nó qua lộ nhãn môn, xong cái đi vô lộ nối tiếp thì cái lộ này sanh lên thì cái nháy mắt đã diệt mất, nó thuộc về cảnh quá khứ ha. Nên như vậy. Rồi hai lộ thu gom sa mù hắc cái hai nó quỳ thí, lộ thu gom lộ thu gom thu vén cái nháy mắt quá khứ, thu vén cái nháy mắt quá khứ. Rồi, tức là sau khi cái lộ nối tiếp nó sanh khởi để nó nhận cảnh sắc về cái nháy mắt đó thì nó mới thu vén cái nháy mắt đó vào trong cái lộ, được gọi là lộ thu gom. À, được gọi là lộ thu gom và thu vén cái nháy mắt đó không. Rồi số 3 lộ định nghĩa cái gì anh? Đúng rồi, 2C, 2C tí tắc cái hana quỳ thí
lộ nói gì quên rồi, nói nghe nghe thu gom rồi đấy, lộ định nghĩa ách thắt cũng hay dê luôn, ách thắt gá nó quỳ thí, lộ định nghĩa ách thắt gá nó quỳ thí. Lộ định nghĩa chưa, chỉnh sửa rồi xong hết chưa? Alo. Lộ định nghĩa khởi lên theo sau lộ thu gom cảnh sắc. Phải. Khởi lên theo sau lộ thu gom cảnh sắc. Phải. Để biết ý nghĩa cá nháy mắt. Để biết ý nghĩa cá nháy mắt. Thu gom đi theo sau cái lộ thu gom để biết ý nghĩa của cá nháy mắt đó. Rồi số 4 là lộ thân biểu tri. Biểu tri cà gia quỳnh nhất tí gà hà ná quỳ thí, cà gia quỳnh nhất tí gà hà ná quỳ thí. Cái nháy mắt này, cái nháy mắt là thuộc về thân ha, cho nên bước qua cái lộ coi như là lộ thân biểu tri. Khởi lên tiếp theo sau lộ định nghĩa để biết sự kiện cá nháy mắt. Khởi lên tiếp theo sau lộ định nghĩa để biết sự kiện cá nháy mắt. Rồi, đây là cái lộ thân ngữ tri, nó xanh sao là định nghĩa để nó biết cái sự kiện đó, tức là cái thân ngữ tri là cái nháy nháy mắt là cái lộ thân ngữ tri. Được chưa? Rồi, tiếp theo sau số 5 là lộ hiểu ý. CDE lộ hiểu ý. Lộ hiểu ý. À, tiếp bà dắt gá nó quỳ thí, thiếp bà dắt gá nó quỳ thí, lộ hiểu nghĩa cao nhất, lộ hiểu nghĩa cao nhất, sanh khởi kế tục lộ thân biểu tri, lộ hiểu nghĩa cao nhất, sanh khởi kế tục lộ thân biểu tri để hiểu ý của đối tượng. Rồi, à, tức là khi mà cái nháy mắt nó phát sinh thì cái lộ nối tiếp là nó nối tiếp theo cái lộ của lộ nhãn môn, à, thì cảnh sắc nó nhận vô cảnh sắc đó, cảnh sắc lộ nối tiếp là thuộc về cảnh sắc quá khứ, ở trong nó mới thu vén cái cảnh đó, thu vén cái cảnh nháy mắt đó, rồi nó định nghĩa cảnh đó, à, để coi ý nghĩa của đó là cái gì nháy mắt ha. Thì sau đó khởi lên cái thân ngữ tri, lộ thân ngữ tri là biết cái thân đó, là biết cái đó đang nháy mắt, và cái thứ năm là nó hiểu được ý nghĩa đó. À, chẳng hạn như một cô nó thấy anh nó nháy mặt thì biết được ý nghĩa rồi, anh nó đang chọc mình, đang ghẹo mình hay vậy đó.
đang thả giờ kia ở Việt Nam kêu là gì quên rồi Việt Nam kêu thả thính là thả thính đúng không? Vì sao chỉ thính đâu ra chỉ thính đâu ra cũng hay rồi đó là dẫn chứng thêm một số vấn đề để cho mình thấy thêm nó rõ ràng thêm nó có những cái mà đặc thù trong cái vấn đề phát sinh của cái lộ nối tiếp theo cái lộ nhãn lộ nhĩ ha. À, như vậy là nhãn môn nói theo sau có năm lộ ý, là lộ nối tiếp, lộ thu gom, lộ định nghĩa, lộ thân biểu tri, rồi cái lộ hiểu ý, tức là sau đó năm lộ thứ năm là hiểu được cái ý của đối tượng. À, chưa quý vị nắm được chưa, chưa hiểu ý không hả? Lộ không nghe, nghe sao nghe, nghe không, alo, nghe không, máy gần như có vấn đề vậy ha. Nói như là chắc có vấn đề gì rồi. Máy giờ máy đem dục rác gì rồi. Đại gia máy chớp 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 chết rồi. À đó mà đưa lên là hết cho nó rõ ràng ha. A B C D E là đầy đủ. E rồi đó. À, quý vị chép xong chưa? Chép xong mình đi thêm cái nữa là mình nghỉ ha. Đi thêm một cái nữa rồi nghỉ, chép xong đi. Thì cái thôi là mình nghỉ vừa ha. Học nhiều quá, thùng luôn. Rồi, lộ nhĩ môn. Theo 6 lộ ý. Lộ nhĩ môn theo sao 6 lộ ý. Lộ nhĩ môn theo sao 6 lộ ý. Rồi, bây giờ rồi ha, rồi mình tới phần lộ nhĩ môn theo sau 6 lộ ý xuống dòng. Trước tiên là lộ nhĩ môn. Trước tiên là lộ nhĩ môn phải cái. Chỉ nghe một cách đơn thuần. Chỉ nghe một cách đơn thuần. Chưa có ý niệm về danh hay nghĩa chế định. Trước tiên là lộ nhĩ môn, chỉ nghe một cách đơn thuần, chưa có ý niệm về danh hay là nghĩa chế định. Ờ, hai câu nguyên trang mới vô, nãy giờ trốn nó mất tiêu rồi. Người ta sắp giảng tuần này vô. Rồi, tức là lộ nhĩ môn, tại sao 6 lộ ý? Trước tiên là cái lộ nhĩ môn sanh khởi trước. À, lúc mà khi mà lộ nhĩ môn sanh lại là cái âm thanh nó đến, mình chỉ lộ chỉ nghe một cách đơn thuần thôi. Nó chưa có được một cái khái niệm, một cái ý nghĩa gì, một cái danh gì hay là một cái vấn đề gì phát sinh sau đó. Đó là lộ nhĩ môn. Rồi, một lộ nối tiếp. Một lộ nối tiếp. Tì tắc ha na quỳ thí. Lộ nối tiếp. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ. Để nắm bắt cảnh thinh quá khứ. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ. Để nắm bắt cảnh thinh quá khứ. Rồi, tức là khi mà lộ nhĩ môn phát sanh thì tiếp theo là lộ ý nó nói tiếp theo sao và để nó nắm bắt cái cảnh thinh đó thì mình cũng phải nên nhớ là luôn luôn là không phải là chỉ có một lộ thôi nha quý vị,
nó lọc đêm nhiều lắm ạ, 100.000 lọ mình phải luôn để ý biết đó. Đó là lọ nối tiếp, nối theo sau cái lọ nhĩ môn. Rồi hai, lọ thu gom. Sa mù hắc gá hà ná quỳ thí. Sa mù hắc gá hà ná quỳ thí. Lọ thu gom. Theo sau lộ nối tiếp để thu vén những âm hưởng, để thu vén những âm hưởng di truyền chấm chấm chấm. Theo sau lộ nối tiếp để thu vén những âm hưởng di sống thì nó hay hơn, di truyền giống như bệnh, âm hưởng di sống. Rồi, tức là sau cái lỗ nó tiếp thì hàng trăm lỗ, cái lỗ thu âm xanh lên là nó thu vén âm thanh đó, à, do sóng âm nó vô nó thu vén cái đó. Rồi đó là lỗ thu gom. Học tới đây quý vị hiểu ha, càng ngày càng lúc mình thấy rõ ràng ha, dễ hiểu ha. Đi từ 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 chậm nha, mình dễ hiểu. Rồi tới lỗ định danh, thu gom xong cái lỗ định danh. Na mắt nó quỳ thí. Lộ định danh. Theo sau lộ thu gom có phận sự định danh cảnh thinh theo chế định. Theo sau lộ thu gom có phận sự định danh cảnh thinh theo chế định. Cảnh thinh theo danh chế định. Rõ ràng luôn ha. Theo sao lộ thu gom có phần sự định danh cảnh thinh theo danh chế định, à, tức là theo sao lộ thu gom lộ định danh này, à, nó định cho cái âm thanh đó một cái tên gì đó, một cái danh chế định đó, ví dụ như là tiếng đàn, tiếng nhạc hay là tên người này kia vân vân ha, đó là nó định danh ra. Chết kịp không có gì, alo hiểu hay hiểu hết không ạ, alo hiểu không, cái gì có hiểu được không, alo chắc hiểu được hết mà, hiểu không, tôi còn hiểu nữa, em biết sao cái gì hiểu. Tôi cũng hiểu nữa. Lẹ quá không hiểu nổi. Mình đang đi ngủ nãy giờ vô kêu lấy gì hiểu. Không đi. Có mà. Có không, để coi lại coi, biết quên. À, cái này nên định nghĩa thôi, nó không có định danh. Cảnh sát định nghĩa cảnh sát thôi. Là cái thần biểu trì nó mới là tiếp theo lộ định nghĩa để nó biết cái nháy mắt, thì cái thần biểu trì này nó lộ hiểu ý, mà bắt đầu nó có gì thế vô cái chỗ đó luôn. Đúng rồi, nó khác cái xíu cho nó ha, để rồi tới đâu rồi ta, thu gom phần sự định danh cảnh thinh danh chế định. Rồi đúng rồi, là với dây C. Rồi số 4, lộ định nghĩa ách thắt gá nó quỳ thí. Danh nghĩa âm thanh có định danh là định nghĩa. Khởi lên sao lộ định danh. Khởi lên sao lộ định danh. Để hiểu cảnh thinh theo nghĩa chế định. Để hiểu cảnh thinh theo nghĩa chế định.
tức là nó sẽ khởi sau là định danh đó. Bây giờ mình định danh cái âm thanh nó là cái gì đó, rồi sau đó định nghĩa, hiểu được ý nghĩa nó theo cái theo nghĩa của nó như thế nào nào ha, thì sau đó là lộ định nghĩa nó phát sinh. Rồi số 4 D rồi phải không? Rồi số 5 lộ ngữ bài tỏ. Lộ ngữ bài tỏ hay là khẩu ngữ tri đó, lộ ngữ bài tỏ. Quá chi huynh nhất tí ga na quỳ thí. Quá chi huynh nhất tí ga na quỳ thí. Rồi, là bắt đầu ở đây là lỗ này xanh lên là lỗ ngữ bài tỏ. À, khởi lên tiếp theo lỗ định nghĩa. Khởi lên tiếp theo lỗ định nghĩa. Để ý thức được ý nghĩa tiếng gọi. Để ý thức được ý nghĩa tiếng gọi. Ý thức được ý nghĩa tiếng gọi. Rồi, đó tức là cái lộ này nó sẽ khởi lên sau cái lộ định nghĩa. À, để ý thức được cái ý nghĩa của cái tiếng gọi thì do qua cái khẩu ngữ tri của người ta thì biết được ý nghĩa tiếng gọi. Rồi số 6 là lộ hiểu ý. Lộ hiểu ý. Thích bà dắt ra hà na quỳ thí. Thích bà dắt ra hà na quỳ thí. Lộ hiểu thí. Rồi. Lộ hiểu ý là lộ hiểu nghĩa cao nhất. Nối đuôi theo lộ ngữ bài tỏ. Lộ hiểu nghĩa cao nhất. Nối đuôi theo lộ ngữ bài tỏ. Để nhận biết ý muốn của nhân vật. Phải. Để nhận biết ý muốn của nhân vật. Phải. Ý nghĩa hay mục đích tiếng gọi. Chấm. Ý nghĩa hay mục đích tiếng gọi. À, như vậy là cái lộ hiểu ý này là lộ cao nhất, là cuối cùng là nó nối đuôi theo cái lộ ngữ bài tỏ. Để mà nó nhận biết được ha, nó biết được cái ý người ta muốn nói gì, à, mục đích của cái tiếng gọi kêu là có cái gì đó, thì lúc này là cái được gọi là cái lộ hiểu ý. À, cái cuối cùng của cái qua nhiều lần qua cái âm thanh nó đi vào lộ nhĩ môn nó phát sinh cho chúng ta có những sự diễn tiến như vậy. Đó là sự trình bày của vấn đề nó được đưa ra cho chúng ta hiểu. Rồi vào các lộ tỷ thiệt thân cũng tương tự, cũng giống như cái sáu lộ này ha, các lộ tỷ thiệt thân cũng tương tự chấm. Đó là chúng ta dứt được cái phần mà lộ ngủ nói tiếp lộ ý cho chúng ta những cái sự diễn tiến một cách rất là ngoạn mục, một
cách rất là chi ly, rất là đặc biệt ha. Để chúng ta cũng có thể thấy được cái vấn đề nó không phải là một cái gì đó mà thường còn bất biến, mà tất cả đều do duyên phát sanh, do từ cái này nó phát sanh cho ra những cái khác, nó đi diễn tiến liên tục, nhân duyên nó như vậy để nó mới tạo thành những cái sự suy nghĩ, những cái dòng tư tưởng để giúp cho chúng ta có được cái sự hiểu biết được như vậy. Thì qua những cái vấn đề này cho chúng ta có được một cái tri kiến đúng đắn về vấn đề vô ngã, để chúng ta thấy rõ ràng như vậy, và sự vô thường của cái dòng tâm thức sanh diệt liên tục. Đó là cái sự mà học về nội tâm có cái lợi ích là giúp cho chúng ta thấy được như vậy. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây ha, thì sau là chúng ta sẽ học vào là lộ chim bao. Thì sau chúng ta sẽ đi vào lộ chim bao, đi vô mơ mộng chút xíu cho nó vui chút chút ha. Rồi, do phước báo hôm nay chúng ta học được như vậy, do phần phước này nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thế. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Tam Bảo Nhất. Nam mô Sa Di Đà. Rồi xin mời MC. Sa thú lành thai Nhật Quỳnh, xin thay mặt đại chúng trong room kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho đạo tràng học hiểu và để hành theo sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và cảm ơn thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, cho Nhật Quỳnh nhìn coi. Dạ, con thấy Đại Đức Pháp Trang còn trong đạo tràng. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Sư có trước máy không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, con tri ân sư. Và cảm ơn Châu Nguyễn đã hết bài để cho đạo tràng được theo dõi kịp. Thầy cứ nói là Nhật Quỳnh cảm ràm hoài. Nhật Quỳnh nhắm mắt nhắm mũi gõ bài bốn đứt hơi luôn, mà cứ nói Nhật Quỳnh càm ràm hoài. Quý vị giỏi quá, Nhật Quỳnh thở không nổi luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Qua ta mang ghê na quanh đê hăng bà đà phạng xâm qua ruột ta mang buộc thể vô khả lì tổ đô sơ buộc thô khả mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nào quanh đê hăng thầm anh cha đức quý thần và răng thầm mê vô ly tô đỡ sâu thầm mơ cầm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nào quanh